Sập gụ tủ chè là một trong những đồ trang trí nội thất phòng khách bằng gỗ khá cổ điển, mang đậm phong cách xa xưa. Hiện nay thì các mẫu nhà vườn hay mẫu nhà cấp 4 ba gian được gia chủ rất ưa thích loại đồ chơi này, và cách chọn mua sập gụ tủ chè đẹp, chuẩn hiện nay được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đối với những người mới chơi hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm chơi sập. Trong video ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin được bật mí cách chọn sập gụ tủ chè đẹp đúng cách, giúp bạn là người tiêu dùng thông minh nhất. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video kiến thức bổ ích và mới nhất về đồ gỗ nội thất. Nguyên lý của một bộ sập gụ tủ chè đẹp chuẩn là như thế nào? Những dòng đồ gỗ cổ xưa thì vẫn là một trong những xu hướng được nhiều người yêu thích bởi nét đẹp cổ điển, quyền quý mang đến sự thư thái, lắng động trong tâm hồn. Thế nên khi được bước vào trong không gian sống mang đậm chất xưa cũ với đồ gỗ nội thất tự nhiên thì sẽ khiến bạn cảm thấy sự sống gần gũi, thanh tao, diễm lệ. Sập gụ tủ chè là đồ dùng cao cấp có giá trị cao nên sẽ không tránh khỏi những sản phẩm kém chất lượng. Nên khi mua sập gụ tủ chè thì ta cũng nên hiểu các nguyên lý đó của nó. Về chất gỗ, làm chất gỗ phải đều, nặng, không ruột, không rác gỗ, mặt sập không được nứt nẻ gì vì ở lá sập đó là giá trị nhất của bộ sập. Chất ốc thì phải bóng mịn, đường nét không cần quá cầu kỳ nhưng phải thật sắc nét. Phần khảm trai ốc thì rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn, không hiểu về giá trị thực của nó. Hoa văn thì phải sắc nét, đường nét chạm trổ phải tinh xảo, con giống phải khôn, trông như thật. Đường cắt tỉa trên phần khảm trai ốc thì phải thật tỉ mỉ, phải có hồn, thần thái và phải mô tả được khi nhìn vào nó. Kích thước đúng chuẩn. Một bộ sập gụ thì có hai kích thước là sâu 1m6 và rộng 2m và 1m8 x 2m2. Cách lựa chọn thì tùy theo không gian phòng khách của từng nhà, to nhỏ khác nhau. Cách chọn mua sập gụ tủ chè đẹp chuẩn nhất hiện nay. Trước khi quyết định mua sập gụ tủ chè thì ta nên tìm hiểu, tham khảo thật kỹ về kiểu dáng, chất lượng và giá thành. Ta nên tìm những cơ sở có tiếng để được tư vấn và dễ dàng lựa chọn. Chúng tôi xin được đúc kết các bước sau đây để giúp bạn lựa chọn một bộ sập gụ tủ chè đẹp chuẩn nhất. Chọn mẫu mã và kích thước thì bạn nên đo khoảng cách, nhìn không gian của mình phù hợp với những mẫu sập gụ tủ chè nào. Tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thì có vô số mẫu sập gụ tủ chè để các bạn lựa chọn. Không gian bình thường được chọn thông dụng nhất là rộng 2m, sâu 1m6. Ngày nay thì nhiều không gian phòng khách rộng nên là kích thước sập có thể là từ 1m8 x 2m2 được lựa chọn rất là nhiều. Chọn chất gỗ. Chất gỗ cực kỳ quan trọng, nó nói lên giá trị của bộ sập tủ. Ta không nên chọn những chất gỗ không có tên tuổi, kém chất lượng. Những chất gỗ được chọn sản xuất làm sập gụ tủ chè như là gỗ gụ, gỗ hương, gỗ chắc. Tất cả đều là những chất lượng tốt, có giá trị cao, tính chất gỗ đẹp, tôm gỗ mịn. Nên xem khi còn mọc. Sau khi tìm hiểu về mẫu mã và kích thước thì tiếp theo thì bạn nên tìm hiểu về xem sập khi còn mọc. Vì sập tủ đẹp có giá trị kinh tế cao nên rất nhiều cơ sở không ngại cho những chất gỗ kém vào sản phẩm. Nên khi ta xem mọc thì sẽ dễ phát hiện những phần lõi rác của gỗ. Những bộ sập tủ đã hoàn thiện xong rồi thì nhiều người không có kinh nghiệm sẽ khó phát hiện ra. Chi tiết hoa văn. Có rất nhiều cơ sở chào mua những bộ sập tủ với giá rất rẻ nên phải để ý về chất lượng và chi tiết hoa văn. Cùng một sản phẩm chất gỗ như nhau mà giá lại rẻ hơn rất nhiều thì chi tiết chạm trổ, mộng mẹo sẽ không được đẹp. Thay vào nó đường nét đục sẽ kém hơn bình thường rất nhiều. Nên nghe tư vấn. Bạn nên nghe những lời tư vấn của những người đã trải qua kinh nghiệm hay đặc biệt những người trong nghề nội thất, hoặc liên hệ với chúng tôi để sẽ nhận được những lời tư vấn thật lòng nhất từ những người sản xuất ra những bộ sập gụ tủ chè. Sau khi xem hết video này thì có lẽ bạn đã biết cách mua sập gụ tủ chè đẹp chuẩn nhất hiện nay. Bạn nên đến những cơ sở nội thất uy tín để chọn cho mình những bộ sập tủ ưng ý nhất. Đừng quên bấm like và chia sẻ. Hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về đồ gỗ và hoàn toàn miễn phí.